Hello Minh Ngọc. Please introduce yourself. Minh Ngọc, can you hear me? Bật mic lên. Mỹ Chi, can you hear me? Mỹ Chi, bật mic lên. Dạ. Rồi, ok. Cô thấy con là một học sinh mới trong lớp thì can you introduce yourself? Con có thể giới thiệu bản thân của mình không? Can you introduce yourself by English? Giới thiệu tên của mình nè. Bao nhiêu tuổi? Sở thích con là gì? Mỹ Chi, Dạ. your name? What's your name? Tên con là gì? My name's Mỹ Chi. Nói đi con, my name Mỹ Chi. My name is Mỹ. Okay, how old are you? How old are you? Con bao nhiêu tuổi? Thì con sẽ trả lời như thế nào? I am. Con mấy tuổi nè, nói tiếng Việt cũng được. Con năm nay con 8 tuổi. Ok, 8 tuổi thì mình sẽ nói như thế nào? 8 tiếng Anh đọc sao? I am 8 years old. I am 8 years old. Đọc theo cô nè. I am 8 years old. Eight Hi. years old. It's Ok. Rồi. Chúng ta bắt đầu học bài đầu tiên nha. Ok, hello. Rồi, đây chủ đề đầu tiên. Chúng ta lật sách vào trang đầu tiên nha. Chủ đề đầu tiên của bài là chủ đề hello, xin chào. Ok. Ok, khi chúng ta gặp ai đó, when we meet someone, we say hello. Đúng rồi, khi chúng ta gặp một ai đó, chúng ta đầu tiên thì chúng ta phải nói lời chào. Ok. Chủ đề hello, nhưng mà chúng ta sẽ học về màu sắc trước ha. Rồi, các bạn nhìn vào từng bức hình này. Các bạn thấy không? Can you see? Đây. Đây là có the girl bring the cat. Ok, có một cô gái đã mang một con mèo. Và con mèo này màu gì? What color is it? What color is it? Con mèo này màu gì nè? Bạn nào biết? Raise your hand. Cái con có thể nói bằng tiếng Anh nha. Con mèo này màu màu cam phải không nè? Màu cam tiếng Anh chúng ta sẽ nói là orange. Orange. Yes. Repeat after me. Orange. Ok, next. Tiếp theo. Thế con có thấy bức hình kế tiếp là một bạn nam, bạn Tim đó. Bạn Tim đang cầm một bông hoa. Và cái bông hoa này có màu gì nè? Bông hoa này có màu gì? Nhìn vào sách nè. Hoặc là nhìn trên màn hình cô cũng được. Minh Ngọc. Minh
Ok, Mỹ Chi. Con theo cô là Pink. Yes, pink. Pink. Rồi, ok, very good. Tiếp theo. Rồi, bức hình số 3. Các con thấy bạn này, bạn Pearly không? The Pearly is drinking the teddy bear. Ok. Và cái con teddy bear này có màu gì nè? Minh Ngọc. Con được cô là có màu nâu ạ. Đúng rồi, màu nâu tiếng Anh chúng ta sẽ đọc là Brown. yes, chính xác, brown. Repeat after me, brown. Đọc theo cô, brown. Brown. Ok, very good. Tiếp. Đây là cô Miss Jones. Cô Miss Jones đang cầm một cái quả bóng. The Miss Jones is taking the balloon. The balloon nghĩa là quả bóng ha, quả bóng bay. Ok, what color is it? Đây, nó có màu gì nè? Quả bóng thì có màu gì? Mỹ Chi. Mỹ Chi, quả bóng này có màu gì? Purple. Ok, very good. Purple. Purple. Đúng rồi, purple là màu tím ha. Ok, next. Ok, cô sẽ đọc lại cái từ vựng này nha. Orange. Orange. Pink. Pink. Brown. Brown. Purple. Purple. Ok. Rồi, chúng ta sẽ ghép những cái màu này với những cái con vật trong hình nha, hoặc là những đồ vật trong hình. Ok. Đây là con orange cat. Orange cat. Rosie is taking orange cat. Rosie đang bế một con mèo ha. Ok. Pink. Pink flowers. Pink flowers. Có hoa màu hồng. Tim is taking pink flower. Tim đang cầm một bông hoa màu hồng. Ok. Brown. Brown pear. Brown pear nghĩa là con gấu màu nâu. Pearly is taking brown pear. Ok. Next. Miss John is taking purple balloon. Miss John is taking purple balloon. Ok, cô John đang cầm một quả bóng bay màu tím. Next. Rồi, cô mời một bạn đọc lại tất cả các màu này. Minh Ngọc, đọc cho cô nào. Con thơ cô là orange, pink, brown, purple. Ok, rồi bây giờ con ghép những cái màu này với những cái con vật hoặc là đồ vật nha. Đọc xem nào. Đọc xem nào. Orange cat. Orange cat. Rolly is orange cat. No, Rosie is taking. Đây, để cô ghi chữ taking ra nha. Rosie is taking. Nghĩa là đang cầm đó nha. Rosie. Taking orange cat. Rồi, thấy không nè? Rồi, đọc xem, đọc lại nào. Rosie is taking orange cat. Taking.
Rosie is taking orange cat. Rosie OK, cô sẽ đổi thì lại ha, cho cái con dễ dễ phân biệt ha. Rồi, thanks. Rồi, đọc xem nào. Rosie takes orange cat. Rosie takes orange cat. OK, chữ takes này có nghĩa là cầm ha, cầm nắm một con gì hoặc là vật gì đó. OK, next. Bạn này, Minh Ngọc, đọc xem nào. Tim takes pin gì? Pin bông hoa là flower. Rồi đọc lại. Tim takes pink flowers. Tim takes pink flowers. No, flower. Flower. Okay, tiếp theo. Billy nào. Billy takes brown teddy bear. Okay, very good. Tiếp theo, cô Miss Jones. Miss Tom takes purple. Purple. Balloon. Balloon. Okay, balloon. Balloon là quả bóng bay nha. Blue. Yes. Okay, thank you. Rồi, Michi. Michi, đọc cho cô hứa thành thứ nhất nào. Michi, con chưa bật mic nha Michi. Rosie takes orange cat. Đọc lại nào, đọc chưa có rõ nè, đọc lại. Rosie takes orange cat. Okay. Đúng rồi, tiếp theo bạn Tim. Team takes pink flowers. Team takes pink flower. Okay, rồi. Bây giờ con chỉ cần đọc theo cô là pink flower. Pink flower. OK, pink flower là gì nè? Flower. Pink flower có nghĩa là? Con thơ cô là hoa hồng hoa. Yes, OK. Bông hoa có màu hồng ha. OK, tiếp theo. Bức hình số 3 nè. Yes, Pearly. Bạn này tên là Pearly nha. Pearly takes brown pear. OK, đọc lại nào. Pearly takes brown pear. OK, tiếp. Miss Jones. Purple.
purple, blue. Blue. Purple, blue. Purple, blue. Yes, thank you. Rồi, Phương Linh. Hello, Phương Linh. Hello, Phương Linh. Dạ, cô. Rồi, bây giờ cô đọc ra cho cô những từ này nha. Đây là những các màu nè. Orange. Orange. Pink. Pink. Brown. Brown. Purple. Purple. Rồi, đọc lại nào. Ghép những cái màu sắc này với những cái đồ vật hoặc là con vật trong hình nha. Rồi, đọc xem nào. Orange cat. Orange cat. Rồi, tiếp. Pink flower. Pink flower. Oh, flower nghĩa là bông hoa ha. Pink là màu hồng. Pink flower. Tiếp theo. Đọc xem nào. Brown pear. Brown pear. Okay, tiếp. Purple, purple blue. Blue. Yes, đọc lại nào. Purple blue. Purple blue. Rồi, okay, thank you. Hello, Quỳnh Ngân. Hello, Quỳnh Ngân. It's your turn. Đọc bài xem nào. Me? Rồi, con đọc cho cô từ này. Orange. Yes. Orange cat. Orange cat. Okay. Pink flower. Yes. Tiếp. Brown teddy. Yeah, okay. Tiếp. Blue. A purple. Purple gì? Purple blue. Yes, purple blue. Thank you. Rồi, Minh Khuê. Minh Khuê. Rồi, đọc cho cô từ này xin nào. Nhanh nè. Rồi. Orange. Yes. Orange cat. Nè, khi cái con đọc, cái con phải đọc cái màu trước, sau đó cái con ghép những cái màu này với những con vật, đồ vật nha. Cái con hiểu chưa? Orange, orange cat, pink, pink flower, pink flower. Okay. Brown, brown, pink. Pear. Yes, brown pear. Yep. Purple, blue. Yes, purple, purple, blue. Purple, blue. Okay, rồi. Bây giờ cô sẽ hỏi lại nha. Cô mời một bạn, bạn nào xung phong để cô hỏi nè. Bạn nào xung phong muốn cô hỏi bài, kiểm tra lại bài, raise your hand, giơ tay lên. Bạn nào muốn? Ok, Quỳnh Ngân. Rồi, cô hỏi nha. Đọc cho cô từ này xem nào. Pink flower. Yes. Tiếp theo, từ này. Purple bloom. Purple. Blue. Yes, blue. Okay, tiếp theo, từ này. Orange cat. Yes. Very good. Từ brown này. Teddy. Brown teddy. Brown pear. Brown pear. Okay, pear là con gấu. Brown là màu nâu. Brown pear. Rồi, thank you, Quỳnh Ngân. Tiếp theo, bạn nào muốn cô hỏi nữa nè. Raise. Giơ tay lên nào. Phương Linh.
Cô thấy con giơ tay. Chúng tôi yêu con đọc. Rồi, đọc đi nè. Vờ ra biển. Yes. Orange cat. Tiếp. Pink flower. Yes. Purple blue. Okay, very good. Rồi. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ qua phần point and say. Phần số 4 ha. Point là chỉ và nói. Ok. Rồi, các bạn, cô sẽ chỉ từng cái màu này. Các bạn sẽ đọc và nói cho cô bằng tiếng Việt đó là màu gì đấy nha. Hoặc là các bạn chỉ cần đọc thôi. Ok. Không cần nói tiếng Việt cũng được. Rồi, cô mời một bạn nè. Mỹ Chi. Mỹ Chi. Đọc cho cô từ này. Mỹ Chi. Wow. Yes. Tiếp theo. Từ này. Over. Yes. Từ này. Từ này. Từ này đọc sao nè? Purple. Purple. Yes, đọc lại purple. Purple. Okay. Rồi, chúng ta cũng vừa học xong phần bài lesson 1. Lesson 1 của phần starter rồi ha. Rồi bây giờ cô sẽ cho các bạn học tiếp luôn phần lesson 2 nha, grammar and song. Okay. Listen and repeat. Nghe và lặp lại. Bài này chúng ta sẽ nói về học về cách chúng ta hỏi tuổi của một bạn hoặc là một ai đó. Khi chúng ta muốn hỏi tuổi thì chúng ta sẽ nói như thế này. How old are you? How old are you? Rồi, ví dụ chúng ta 6 tuổi thì chúng ta sẽ trả lời là I'm 6 hoặc là I'm 6 years old hoặc là I'm 6 years old. Ok? Hoặc là trả lời ngắn gọn là I'm 6. Ok? Rồi. Tiếp theo, bây giờ cô sẽ hỏi tuổi từng bạn nha. Minh Ngọc, how old are you? I'm 7. Okay. Minh Quê, how old are you? I'm 7. Okay. Minh Ngân, how old are you? I'm 7 years old. Yes, very good. Michi, how old are you? I'm 7. Okay. Hồi nãy con nói con 8 tuổi mà. Con nói nhờ. Okay. Phương Linh, how old are you? I'm 7. Okay, các bạn đều 7 tuổi ha. Rồi. Rồi, các bạn, rồi bây giờ nè, khi chúng ta nói chúng ta thích màu gì thì chúng ta sẽ nói là I like cộng cho cái màu đó. Ví dụ bạn này, bạn cô, bạn nữ này nè, bạn mặc một cái váy, đội một cái nón và mặc một cái áo, cầm một quyển sách đều là màu tím hết. Có lẽ là bạn ấy thích màu tím. Maybe she like purple. Okay. Rồi, bây giờ bạn ấy sẽ nói là I like purple, có nghĩa là tôi thích màu tím. Rồi, nhìn sang bức hình này, bạn nam này đang mặc một cái áo màu cam, cầm một cây bút màu cam luôn. Và bạn ấy nói là I like orange. Rồi, bây giờ các bạn phải, bây giờ các bạn thử nói các bạn thích màu gì thử nha. Bây giờ cô sẽ hỏi từng bạn nè.
Minh Ngọc, what is your favorite color? Con thích màu gì? I like pink. Okay, you like pink. Only pink? Chỉ màu hồng thôi hả? Còn màu khác nữa không? Anything else? Yes or no? Minh Ngọc, anything else? Còn màu nào nữa không? No. Okay. Tiếp theo, Quỳnh Ngân. Quỳnh Ngân, what is your favorite color? Con thích màu gì? I like pink and blue. Oh. Pink and blue. Pink and blue. Blue. Okay. Màu xanh. Okay. Very good. Rồi Phương Linh. Con thưa cô là I like green and pink. You like orange and pink? Okay, very good. Minh Khuê, what is your favorite color? I like yellow. Oh, you like yellow. Mỹ Chi, what is your favorite color? I am pink. Em gọi. And? White. Hả? Con nói lại nào. I like pink and? Pink. And? White. And white. Okay, màu trắng. Good. Rồi, bây giờ các bạn hỏi nhau nha. Ok, tiếp theo bạn cùng tìm ý đâu rồi. Rồi, bây giờ cô sẽ cho các bạn nghe một bài hát. Listen and sing một bài hát. Bài hát nha. Bài hát về cái chủ đề màu, màu sắc. Và từ này thì mình sẽ share cho mọi người một cái app tên là Grammarly. Đây là như kiểu là Digital Writing Assistant. Listening 3. Listen and point. Orange. Pink. Brown. Purple. Brown. Pink. Purple. Orange. Listen and repeat. Orange, pink, brown, purple. Listening 4. Listen and point. Hi, I'm Rosie. This is orange. Hi, I'm Tim. This is pink. Hi, I'm Billy. This is brown. Hi, I'm Miss Jones. This is purple.
Listening 5. Listen and sing. Hello, Rosie. Hello, Tim. Hello, everyone. Hello, Billy and Miss Jones. Come and have some fun. Hello, Rosie. Hello, Tim. Hello, everyone. Hello, Billy and Miss Jones. Come and have some fun. Listening 6. Listen and repeat. How old are you? I'm 6. I like purple. I like orange. Listening 7. Listen and sing. Rồi bây giờ các bạn. How old are you? I'm 7. I'm 7. I'm 7. What color do you like? I like brown. My dog is brown. My socks are brown. I like brown. How old are you? Do you like? I like pink. My bike is pink. My shoes are pink. I like pink. How old are you? I'm 7. I'm 7. I'm 7. What color do you like? I like brown. My dog is brown. My socks are brown. I like brown. How old are you? I'm 7. I'm 7. I'm 7. What color do you like? I like pink. My bike is pink. My shoes are pink. I like pink. Ok, cô vừa bật cho các bạn nghe thử ha. Rồi, let's come back our lesson. Trở lại bài học. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ làm bài tập phản động số 3, ask and answer. Ask and answer thì cô cũng vừa hỏi các bạn rồi. Cô cũng vừa nói với các bạn bài phản động số 4, cô vừa nói rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ học trên Easy Slide nha. Easy Slide. Các bạn thấy trên màn hình không? Đây, các bạn thấy trên màn hình không nè? Đây là Easy Slide, là một cái phần mềm để cho chúng ta học tiếng Anh. Các bạn có thể tải về và tự học ha. Đây. Rồi, say the words. Rồi, các bạn phải nói đi. Cái màu này là chúng ta đọc như thế nào? Chúng ta đọc như thế nào nè? Đọc với cô. Đọc cùng với cô Phương Linh. Phương Linh đọc cùng với cô nào? Màu này chúng ta đọc như thế nào nè? Phương Linh. Đó. Rồi, màu này chúng ta đọc như thế nào? Màu này đọc là blue. No. This word. Ok, sorry. Cô chưa share ha. Đợi tí.
Rồi, trên đây là phần mềm Easy Slot nha. Chúng ta sẽ bắt đầu đọc. Rồi, Phương Linh đọc cho cô nào. Phương Linh. Dạ. Đọc đi nè. Orange. 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 Okay. Orange. Rồi, tiếp theo từ này. Purple. Đọc xem nào Phương Linh. Con đọc hết á. Ok. Tiếp theo màu này. Brown. Yes. Tiếp màu này. Pink. Ok. Rồi, hoạt động số 2. Cô mời một bạn khác. Đây, có 3 quả bóng. A or B? A, B, C. Tinh Ngọc. B ạ. Rồi, B ha. Ok, good. Tiếp theo. Tinh Ngọc. C. Ok, good. Tiếp theo. A ạ. A, yes. Tiếp theo. A. A. Ok, very good. Hoạt động số 3. Rồi, cô mời bạn một bạn. Bạn nào? Minh Khuê. Minh Khuê đọc cho cô nè. Minh Khuê đọc cho cô những màu này. Em nào? Không bấm, bấm một cái được rồi. Minh Khuê đọc đi. Con brown. Brown. Đọc lại. Brown. Rồi, tiếp. Pink. Tiếp. Orange. Yes. Purple. Yes. Ok, good. Rồi, rộng số 2, grammar and song. Đây, match. Rồi, đây, cô sẽ chọn một hình ha. Rồi, con đọc cho cô nào. Một bạn. Mỹ Chi. I like pink. Yes. Tiếp. I like blue. Yes. I like orange. 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 Yes. Tiếp. I like yellow. 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 Okay, good. Rồi, bài này như thế nào nhỉ? Rồi. Bài này sao cô bấm vào nó không ra nhỉ? Rồi, chúng ta qua bài khác luôn nha. Sounds and letters. Rồi, từ này cô điền từ gì vào nè? Điền từ nào? Bạn nào biết? Minh Ngọc. Ai ạ? Yes. Ai thường hay là ai khoa? Thường ạ.
Rồi, tiếp. Từ này. Bi hoa. Rồi. Rồi, nhanh lên nè. Si thường. Bi hoa. Tiếp. Y thường ạ. Rồi. Từ này. Ép hoa. Rồi. Ok, rồi bây giờ một bạn đọc cho cô những cái từ vựng này nha. Say the words. Let's say Phương Linh. Con nhớ cô là em. S. S là gì? S. Em là quả trứng ạ. Rồi, chính xác. Từ này. Boy. Boy. Từ này. Fish. Yes. Fish. Fish, what is mean? Fish có nghĩa là? Fish có nghĩa là gì nè? Học rồi. Con hư cô là quả sung ạ. Yes. Very good. Tiếp nào. Car. Rồi, tiếp. Chờ. Yes. Tiếp. Apple. Yes. Rồi, set ha. Rồi, bước bài này, bạn nào làm cho cô? Minh Khuê. Minh Khuê. Con đưa cô là A, B, C. Con chọn nào? C. Yeah, đúng rồi. Bởi vì bắt đầu là chữ này là hình quả trứng phải không? Bắt đầu là chữ E, chữ Y. Thì chúng ta sẽ chọn là từ Y. Okay. Tiếp. A, B, C. A. Yes. Tiếp. A. Yes. Tiếp. A. Đúng rồi. Rồi, con đọc cho cô từ này nha. Con biết từ này không? Anh không. Rồi, từ này chúng ta sẽ đọc là leaf. Leaf. Leaf có nghĩa là chiếc lá. Không? Rồi, đọc theo cô. Leaf. 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 Rồi, ok, có nghĩa là chiếc lá nha. Tiếp theo. Rồi, cô mời một bạn, Mỹ Chi. Mỹ Chi. Đây, con đưa cô là A ạ. Rồi. Tại sao con chọn A nè? Tại sao? Đúng rồi, bởi vì hình trong hình là bird. Chúng ta sẽ chọn V. Tiếp theo. Con chọn cái gì nè? Con chọn cái gì? Từ gì? Đô lâu. Sao? Sao nè, con chọn A, B, C, con chọn từ nào? Sao con? Cô không nghe, con nói lại xem nào. I don't know. Oh, I don't know. Ok, bạn nào giúp bạn Mỹ Chi làm câu này xem nào? Minh Ngọc, con biết không? Có. Minh Ngọc. C. Tại sao? Tại sao là C? C.
Tại sao là C nè? Ok, chúng ta chọn rồi, chúng ta một tí chúng ta check nha. Ok, C. Rồi, bài số 6. Rewrite the sentences with the given letters. Viết lại cái câu, mỗi câu này với những cái từ gợi ý sau đây. Từ sau đây. Rồi. The and have. Rồi. Chọn thêm nào. Cô sẽ viết lại. Bạn nào làm được? Em biết. Con ạ. Sao nè? Bạn nào làm? Minh Ngọc. Ok. Con đã coi. The dog. The dog. And gì nè? Cat. Yes, and cat. Have. An apple. Yes, apple. Rồi, chính xác rồi ha. Tiếp theo. Letters. Rồi, Phương Linh đi. Mời bạn Phương Linh. Con thưa cô là the bird has a leaf. A leaf. Đúng rồi. Has a leaf. Leaf là gì? Leaf là? Dấu chấm ạ. No. Ok, dấu chấm rồi. Cô hỏi từ leaf này có nghĩa là gì nè? Là chiếc lá. Rồi, chính xác. Ok, chúng ta qua phần số 4 nha, numbers. Rồi, ở đây có rất nhiều số. Rồi, các bạn đọc cho cô, mỗi bạn đọc cho cô nha. Bạn nào đọc được nè? Bạn nào đọc được? Minh Ngọc. Con thưa cô là one. Con tự đọc đi, con đọc tự đọc cho đến 10 luôn. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Chính xác. Rồi. Write the number. Số ha. Rồi, how many Brian are there? Có bao nhiêu cây viết chì màu? Cô mời một bạn, Minh Khuê. How many Brian are there? Two. Okay, two, chính xác. How many balloon are there? Ten. 10, đúng không nè? 2, 4, 6, 8, 10. Yes, 10. 10 balloon. Tiếp theo. How many balloon? 8. Yes, 8. Rồi, cô mời bạn khác nha. Bạn nào nè? Rồi, Minh Ngọc. Six. Yes, six. Đúng rồi, tiếp theo. Three. Mỹ Chi. Three. Eight. Tiếp. Tiếp nè. Tiếp nè, bao nhiêu? Minh Khuê. Minh
Billy bao nhiêu con? 10. No. Đếm lại. À. Đếm lại nào. Nine. Yes, nine. Chín rồi. Tiếp theo Phương Linh. Phương Linh ơi. Con thưa cô là có seven. Có bảy quả bóng ạ. Đúng rồi. Tiếp. Một quả bóng phải không? Rồi, tiếp. Bao nhiêu nữa nè? Phương Linh. Con thưa cô là four. Okay. Yes. Rewrite the word. Rồi, viết lại. Viết lại những từ này. Bạn nào viết được? Viết lại những cái con số đó. One. Rồi, điền cho cô mỗi từ vô nè. Bạn nào làm được? Mỹ Chi. Rồi, điền vào cho cô từ nào vào cái chỗ chỗ trống nè. Tờ. Là chữ tờ. Ok, chữ tờ tiếng Anh mình đọc là sao? T. Yeah, T. Rồi, tiếp theo từ này điền chữ gì vô nè? Mỹ Chi luôn, mỗi bạn làm một mỗi bạn làm hai từ. Mỹ Chi điền từ gì vô nè? Cô điền chữ tờ tiếp ạ. Chữ T nha. Học cho quen theo cách tiếng Anh nè. T. Rồi. Tiếp theo điền từ gì vô Minh Ngọc? Phong ạ. Từ F, phải không nè? Đúng. Rồi. Điền từ gì vô nữa nè Minh Ngọc? Sai ạ. Ok. Tiếp điền từ gì vô nè Huê? Huê. Six. Rồi, six điền chữ S. Theo điện từ gì vô nữa nè? S. Rồi à, seven. Đọc theo cô seven. Rồi điện từ gì vô nữa nè? Quê. S. Từ gì dưới nè Phương Linh. Phương Linh. Dạ. Rồi con điền từ gì vô? Con đâu có con điền từ. Từ nào? Điền từ n à, chữ n là n. Rồi, n chính xác. Rồi điền từ gì nữa? Từ nào? Ten. Con nô cô là chữ t. Rồi ten. Ok. Tiếp theo, words and grammar. Ok, bài này thì hôm sau chúng ta sẽ học ha. Bài này chúng ta, phần này chúng ta chưa học. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng chơi game nha. Mệt rồi đúng không? Ta sẽ chơi một trò chơi về chủ đề màu sắc nha.
Okay. Rồi, cái câu khác trong hình chưa nè? Rồi, what color is a banana? What color is banana? Quả chuối có màu gì? Bạn nào trả lời được? Nói bằng tiếng Anh nha, trả lời bằng tiếng Anh. Con biết ạ. Rồi, mời Phương Linh. Con thưa cô, quả chuối có màu yellow. This is yellow. Chính xác. It is yellow. Rồi. What color are rabbits? What color are rabbits? Quả nho. Quả nho có màu gì? Bạn nào trả lời được? Minh Khuê. Purple. Quả nho nè con. Rồi, this is purple. Okay. Okay, they are purple bởi vì they are là số nhiều, phải không? Có nhiều quả nho. Đây là một quả chuối thì chúng ta sẽ dùng là this is. Còn nhiều thì chúng ta sẽ dùng là they are. Đọc lại, they are purple. They. Mình khuê đọc đi con. They are purple. Rồi, tiếp. What color are his pants? Quần của Shin có màu gì? Quần của Shin có màu gì? Bạn nào biết? Mời một bạn. Ngọc. Yellow. They are yellow. Chính xác. What color is an elephant? Con voi. Con voi có màu gì? Bạn nào biết? Bạn nào biết nè? Rồi, Mỹ Chi. Black ạ. Black hả con? No. It's not black. It's gray. Black là màu đen. Phải không? Gray là màu xám nha. Con voi trong hình này á, thì con voi có màu xám. Ok, các bạn vừa học thêm một từ mới, đó là màu, là gray. Gray là màu xám. Rồi, Mỹ Chi đọc lại. Is it gray? It is gray. Ok. What color is his t-shirt? Cái áo của Shin có màu gì? Bạn nào biết? Quê. Red. 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 Is it red? Chính xác. What color is the grass? What color is the grass? Grass là cỏ nha. Grass là cỏ. Bạn nào biết nè? Bạn nào biết what color is the grass? Giơ tay lên. Biết thì giơ tay lên nào. Phương Linh. Dạ. Đây. Con thưa cô là bãi cỏ có màu is green. Is e, not e is nha con. Is e green. Is e green. Yes. Tiếp nào. What color is her dress? Cái đầm, dress là cái đầm, cái váy nha. Ok, cái váy của cô ấy có màu gì? Bạn nào biết? Quê. Pink. Yes, con phải trả lời đầy đủ là is it pink? Is it pink? Rồi. Trả lời này.
are its shoes? Shoe là đôi giày. What color are its shoes? Đôi giày có màu gì nè? Bạn nào biết? Minh Ngọc. Minh Ngọc. Con đưa cô là if e plus. They are. Có hai đôi giày mà, chứ đâu phải là một đôi đâu, một chiếc đâu. Ồ, có một đôi giày nhưng mà hai chiếc nha, là số nhiều. Thì chúng ta sẽ nói là they are. They are plank. Ok, đọc lại, Minh Ngọc. They are plank. Ok, good. Tiếp theo, hình này, Doraemon. Doraemon. What color is its face? Mặt của Doraemon có màu gì? Bạn nào biết? Chi? Mời Chi nè. This is white. Yes, very good. What color are its glasses? Cái mắt kính có màu gì? Quê? Orange. Yes, orange. Right. Okay, what color is its hair? Hair là tóc. Hair là tóc nha. Đây từ này, hair. Hair là mái tóc. Rồi, mái tóc của bạn vịt này có màu gì nè? Phương Linh. Con ơi, cô, mái tóc của bạn vịt có is blue. No, is e. It's e blue. Yes. Đúng rồi. What color is the dog? Con chó có màu gì? Quê. It's e white. Yes. What color is her hair? Tóc của cô này có màu gì nè? Mỹ Chi. Brown. Nào, trả lời lại. Is it brown? It is brown. Yes. Right. What color are heart? What color are heart? Trái tim, heart là trái tim. Trái tim có màu gì, Minh Ngọc? Minh Ngọc. Trái tim có màu đỏ. Rồi, trả lời. They are red. Chính xác. What color is the pear? Con gấu này có màu gì? Tung lên. Phương Linh. Con đưa cô, con đồ nó có màu. Is e. Is e brown. Is e brown. Chính xác. Giỏi quá. What color is the umbrella? Cây dù. Umbrella là cây dù. Có màu gì nè? Mỹ Chi. Mỹ Chi. Con thưa cô là it is black. Black. Rồi. What color is the leaf? What color is the leaf? Cái lá có màu gì? Bạn nào biết? Minh Khuê. It is green. Green. Okay, các bạn học tốt lắm ha, các bạn đã biết được rất là nhiều màu. Rồi,
tiếp theo chúng ta qua sách bài tập nha. Chúng ta sẽ cùng ôn lại bài này. Ok. Sách bài tập. Đây, xét bài tập đây. Rồi. Ok, bài số yêu cầu số 1, match ghép lại. Ví dụ nha, đây bạn nữ này tên gì thì chúng ta sẽ nói vào tên của bạn đó. Ví dụ bạn này tên là Rosie thì các bạn sẽ nói qua tên đúng từ Rosie, ok? Hiểu chưa nè? Rồi, bài tập số 1 bạn nào làm một bài tập số 1 cho cô? Bạn nào có thể làm? Con không có mở bài tập. Con không có hả? Vậy con nhìn vào trên màn hình nha. Rồi, bạn nào không có nè, bạn đã làm cho cô bài tập số 1 đi nè. Rồi, nói lại nha. Phương Linh phải không con? Phương Linh làm cho cô bài số 1 đi. Rồi con nói những cái tên của bạn này vào đúng. Con hợp cô bạn già sẽ là Rosie. Đúng rồi, bạn thứ hai. Bạn thứ hai tên là Tim. Đúng rồi. Tiếp theo. Thứ ba. Thứ ba là Miss Joe. Miss Jones, đúng rồi. Tiếp theo, thứ tư. Cuối cùng là Billy. Yes, Billy. Oh, hơi lố. Ok. Rồi, đúng rồi. Số 2. State the word. Circle the correct picture. Nói những cái từ và khoanh tròn vào những cái bức hình đúng. Ví dụ, số 1. Orange. Thì cái con khoanh là màu cam. Thì cái con sẽ khoanh vào cây bút màu cam. Rồi. Bạn nào làm cho cô bài số 2 nè? Bạn nào làm được bài số 2? Quê ơi nào? Quê làm cho cô bài tập số 2 đi nè. Purple. Yes, purple. Quả bóng thứ mấy nè? Quả bóng số 3. Rồi, số 3. Rồi. Rồi, cái này. Cây viết màu nào? Cây viết thứ mấy? Số 3. Đọc lên, đọc cái chữ này lên. Rồi, con sẽ chọn. Đọc nè. Brown. Brown. Rồi, cây viết số mấy? Số 3. Chính xác. Rồi, đọc lên. Pink. Số 1. Rồi, chính xác. Rồi, quá dễ phải không nè? Tiếp. Taste the word, read and color. Nói cái từ, sau đó đọc và tô màu. Phần này thì các con về nhà tự làm nha. Phần tô màu nè, các con tự làm. Bây giờ thì các con chỉ đọc thôi. Các con chỉ cần đọc và nói lại, nói những cái đồ vật. Ví dụ ở đây là cô có màu gì đây? Brown, ra là màu nâu. Hay là con gấu thì ta sẽ ghép là brown pear. Ok, brown pear. Tiếp. Hình số 2, bạn nào làm được? Minh Ngọc. Minh Ngọc. Dạ. Con... Váy tô màu hồng ạ. Cái váy màu hồng. Ta sẽ nói như thế nào? My dress is pink. Pink dress. Pink. Đó là xem nào. Pink dress.
pink dress. Ok, đúng rồi. Thầy cô sẽ viết cái từ cái váy đây, cái từ có nghĩa là cái váy pink dress. Rồi tiếp theo bên Ngọc làm luôn nè, 3 với 4 nè. Bên Ngọc. Con hơn cô là cái cặp thì tô một cam ạ. Đúng rồi, đọc cái nào, đọc từ này. Đọc nào. Orange bag. Orange bag. Yes, đây cái cặp. Đây là cái cặp nha. Orange bag. Rồi tiếp theo số 4. Số 4 tô màu gì? Tô màu blue ạ. Có purple ạ. Purple. Rồi. Cái này là cái gì nè? Tình này là con này, con robot. Con robot thì mình sẽ nói là purple robot. Purple robot. Rồi. Purple robot. Exact. Rồi, lesson 2, drama and song. Bây giờ các con sẽ nói lại với nhau. Đây, đây là con số 1. How are you? Câu trả lời, các bạn ấy trả lời là I'm free. Đây, thấy không? Đây, bạn ấy giơ ngón tay lên nè. Free, I'm free. Đây, bạn ấy giơ 3 ngón tay lên. Thì là bạn ấy 3 tuổi. Thì các con sẽ nói câu số 1 với các bạn hình bi. Câu số 1 với hình bi là bạn này giơ 3 ngón tay nè. Ok. Tiếp theo, bạn nào làm cho cô bài này, số 2 số 3, bạn nào làm được? Rồi, Minh Khuê giơ tay nè, mời Minh Khuê. Cái con muốn làm thì cái con phải giơ tay lên nha. Con cho cô là số 2 lời về bạn. Bạn gái ạ. Bạn gái là hình C, phải không nè? Vâng. Rồi, nói về hình gì? Rồi, số 3. Số 3 rồi về bạn. À. Xác, great. Ok. Rồi, tiếp. Love and straight. Nhìn và đồ theo. Vẽ theo. Ví dụ, I like pink. Thì phần này các con về nhà tự làm nha. Các con lấy bút chì của mình. Các con điền những cái nét. Và những cái nét trên những chữ này. Ok. Rồi mình qua luôn nha. Let's move on. Rồi chúng ta qua lesson 3 luôn. Lesson 3. Write the capital or small letters. Đoạn từ viết hoa hoặc là những chữ nhỏ, chữ thường. Ok, hôm nay các con về nhà tự làm nha, khá là dễ. Ví dụ như là từ số 1 nè, là chữ người ta đã ghi sẵn cho mình từ A hoa thì các con sẽ ghi chữ A thường. Người ta ghi chữ B thường thì mình sẽ ghi lại là B hoa. Ok, các bạn tự làm. Rồi, phần số 2, say the word circle and star sounds. Rồi, ví dụ nè, đây là hình quả trứng phải không? Thì chúng ta sẽ hoành chữ Y. Vì chữ Y bắt đầu là H. Thì quả trứng là chữ hoành chữ Y. Ok. Rồi, bạn nào làm được? Ở 2, 3, 4, 5, 6. Bạn nào làm được? Raise your hand, giơ tay lên. Linh. Phương Linh. Dạ. Rồi, làm cho cô. Số 1 đây nè, số 1, số 2, 3 đi nè. Con trả câu số 5 ạ. Chọn câu số 5 này. Con này cho ạ. Cô là...
Rồi, tiếp theo con chọn hình nào nữa nè? Con chọn hình, con chọn số 6 ạ. Rồi, số 6 khoanh từ nào? Con khoanh từ chữ A. Rồi, đọc lên nè. Apple. Yes. Rồi, ok, thank you. Rồi, bạn nào làm tiếp ha? Bạn nào làm tiếp? Minh Ngọc. Con thưa cô là số 3, khoanh từ nào con? Là chữ nào? Đúng rồi, fish, quả sung. Rồi, tiếp theo hình số 2, khoanh từ nào? B. Đọc lên. Boy. Yes. Hình số 4. Car. Khoanh từ nào? C. Rồi. Okay. Rồi nè, bài số 3 cũng giống như bài ở trên luôn. Minh Khuê. Minh Khuê làm cho cô. Con chọn từ nào? Bird là. Bird. Bird. Là khoanh từ nào nè? Từ B ạ. Rồi, B. Tiếp theo. Tiếp theo. Khoanh từ nào? Con biết không? Khoanh từ nào? Cái bồn tắm. Cái bồn tắm mình sẽ đọc là bath. Pat. Con từ nào? BDF. B ạ. Ok, very good. B. Rồi, hình số 3, live. Con từ nào nè? F. Minh Ngọc đồng ý không? Số 3 con khoanh từ nào? Số 3 con khoanh Tại sao? Ok, tại vì từ F là từ phải từ này không nè? L L E R và chữ F phải không? F. Circle the end sounds là khoanh vào cái từ cuối cùng. N là từ cuối cùng là kết thúc nè. Chúng ta phải khoanh chữ F, đúng rồi. Let's live. Ok. Chính xác. Rồi, cái này hồi nãy một bạn đã làm rồi nè. Chúng ta qua nha. Đã làm rồi ở phần easy slot rồi. Các bạn về nhà tự điền vào. Rồi. Rồi, nói lại những cái con sẽ nói lại một cái mọi từ, mọi số vào cái từ đúng hợp. Bạn nào nói được? Minh Khuê, con làm ba từ, ba số đầu nha. Nó không, con làm ở ok, ba tiếp số tiếp theo. Con thưa cô là chu. Chu. Là. Ok, chu. Rồi. Three. Rồi, four. Đây. Số năm. Five. Rồi, thank you. Lên tiếp theo nào.
Con đo cô số 6 ngồi với chữ C. Đúng rồi, C. Số 7. Con đo cô số 7 ngồi với 7. 7, chính xác. 7. Số 8. Tám nói từ nào? Con cô nội với X. Đúng rồi. Số 9. Chín nói với từ nào? Nội với chữ nai ạ. Rồi. Số 10. Số 10 nội với chữ 10. Rồi, chính xác. Ok. Write the number. Write the number. Rồi bài này Minh Ngọc làm cho cô. Con được cô làm. Bao nhiêu nè? 10 cái. 10 cái đúng không? Chính xác rồi. Con phải nói từ bằng tiếng Anh nha. 10. Rồi, cái này, bao nhiêu? How many? Ryan. How many Ryans? 5. Yes, 5 Ryans. Nói thì cô, 5 Ryans. 5 Ryan. Rồi, tiếp. Cái này, how many? What are there? 8. 8. Like what? Eight what? Rồi tiếp. Bao nhiêu nè? How many is blue? 6. Okay. Blues. Rồi Minh Khuê. Khuê làm cho cô. Con cho cô là 3. 3 pair. Prepare. Rồi, tiếp. Lie. Bao nhiêu? Lie. Nine, yes. Nine. Nine count. Năm mươi có 9 đồng tiền. Đây, chữ đại cô sẽ ghi ra cho các con nha. Counts. Đây, 9 đồng tiền. Rồi, tiếp. Bao nhiêu con diều? Seven. Seven kite. Seven kite. Seven kite. Tiếp. Có bao nhiêu cái biết nè? One. One Ryan. Hỏi tiếp. Có bao nhiêu chiếc xe hơi? How many is car? Four car. Four car. Yes. Four. Rồi, chính xác rồi nha. Tiếp theo, bài số 3, write the missing words. Viết những cái từ còn thiếu vào mọi cái ô này. Rồi, bạn nào làm? Bạn nào làm nè? Không biết ạ. Rồi, mời Phương Linh. Con đưa cô là 1, 2, 3, 4. Tiếp đi con, đọc tiếp đi. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, chính xác. Minh Ngọc. Minh Ngọc đọc lại nè. Con đưa cô trên đọc bài. Con đọc những cái từ còn thiếu thôi nha. Không cần đọc những cái từ liền rồi đâu. 4, 5, 7, 8, 10. Đúng rồi, ok. Rồi, hôm nay cô vừa quay lại bài này.
Rồi, hôm nay xem như là cô vừa dạy cho các bạn bài đầu tiên Hello, chủ đề Hello. Rồi, phần cô sẽ dạy các cô giải dạy các bạn một số màu sắc nè, cách hỏi tuổi nè, cách câu trả lời hỏi hỏi bạn bao nhiêu tuổi thì các hỏi biết cách trả lời luôn nè, học bài hát nè. Rồi, nói tôi trả lời là tôi thích màu gì đấy nè. Học được một số từ vựng. Rồi, I think that's enough today. See you tomorrow. See you last time. See you next week. Cô sẽ giao phần bài tập này cho thầy Giang và thầy Giang sẽ gửi trên nhóm Zalo nha. Goodbye class. Goodbye. Bye, have a nice day. Goodbye.